Người đàn ông này nhổ một bãi nước bọt vào ly cà phê, rồi bảo anh ta trong 2 phút phải bán nó cho bất kỳ ai. Thật không ngờ rằng, anh ta cầm ly cà phê lên uống. Sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, anh móc tiền ra nói tôi mua rồi. Chỉ tốn có thời gian là 10 giây, thật là cừ. Giám đốc quyết định phá lệ cho anh thử việc 2 ngày. Anh ta tên là Rizwan, ở quê mới lên, học lực bình thường. Công ty mà anh đến phỏng vấn là công ty giao dịch chứng khoán hàng đầu Ấn Độ. Các nhà môi giới chứng khoán ở đây không tốt nghiệp Harvard thì cũng Cambridge. Nhưng ai cũng không ngờ anh chàng tốt nghiệp ở trường gà mờ này. Lần đầu tiên giao dịch đã là một đơn hàng lớn 39,6 triệu, tiền hoa hồng là 800.000 rupee. Đơn thứ hai trực tiếp lên đến con số 10 tỷ, kiếm được 200 triệu tiền hoa hồng. Và tất cả những điều này bắt đầu từ danh sách chết chóc. Rizwan được phát danh sách chết chóc đấy. Hóa ra danh sách này toàn những đại gia nhưng keo kiệt nổi tiếng. Muốn thuyết phục họ mua bán cổ phiếu còn khó hơn lên trời. Người lần trước tiếp nhận danh sách này 10 tháng liên tiếp không có thành tích nên đã nhảy lầu tự tử. Và nhiệm vụ của Rizwan là chỉ trong 2 ngày thuyết phục được một người bất kỳ trong đó. Nói trắng ra là giám đốc không phải cho anh cơ hội mà chỉ muốn anh biết khó mà rút lui. Nhưng ông ta không biết mỗi khi anh có được cơ hội thì sẽ không từ bỏ. Rizwan lập tức gọi cuộc điện thoại thứ nhất. Đối phương vừa nghe anh nói thì liền cúp máy. Lần thứ 2, lần thứ 3, cho đến lần thứ 19 đều cũng cúp máy ngang vậy. Bây giờ trên danh sách chỉ còn lại người cuối cùng. Nhưng vị đại gia này đang lâm vào tình thế khó khăn. Công ty của ông ta bị đối thủ chơi xỏ, giá cổ phiếu rớt xuống còn 40 điểm. Lúc này tìm ông ta chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Các đồng nghiệp của Rizwan lại liên tục la ó. Gọi điện thoại, gọi điện thoại, gọi điện thoại. Alo. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Vị đại gia đó bị áp lực từ các cổ đông đang muốn bán đi 200.000 cổ phiếu trong tay. Cuộc điện thoại của Rizwan gọi đến vừa ngay là dịp tốt. Anh lập tức đứng dậy báo giá. Có một vị khách của đồng nghiệp đang muốn mua vào. 200.000 cổ phiếu, 198 mua vào. 200.000 cổ phiếu, 198 bán ra. Đơn này số tiền bán được là 39,6 triệu thì chỉ mình Rizwan đã kiếm được 800.000 tiền hoa hồng. Những đồng nghiệp lúc nãy còn coi thường anh thì lại đến tâng bốc anh. Cô đồng nghiệp Riza cùng nhìn anh với ánh mắt tán thưởng. Thời khắc đó Rizwan lại đi vào nhà vệ sinh âm thầm khóc. Từ lúc tốt nghiệp thì người bố đã nói anh trước sau gì cũng về làm ruộng. Nhưng bây giờ anh đã thoát khỏi vận mệnh nghèo khổ. Sau niềm vui ngắn ngủi, Rizwan nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh biết rằng may mắn không phải lúc nào cũng đến. Tiếp theo anh phải chủ động tấn công để tiếp cận với thần tượng của mình. Đó là Kathuri, một thương gia tay trắng làm nên sự nghiệp hàng đầu ở Ấn Độ. Được sự giới thiệu của Priza, Rizwan lần đầu tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu. Trong buổi tiệc người đẹp đầy rẫy. Nhưng ánh mắt của Rizwan chỉ chú ý đến thần tượng của mình là nhà tài phiệt nổi tiếng Kathuri. Khi Kathuri vào phòng vệ sinh, Rizwan cũng theo vào. Vừa đúng lúc có mấy doanh nhân đang thảo luận về việc cổ phiếu công ty nông sản nào đó sẽ tăng vọt vào ngày mai. Rizwan lại khuyên nên bán đi. Những người khác đều cảm thấy anh chàng trẻ tuổi này đang gây rối. Chỉ có Kathuri nói, nếu như anh ta đúng thì sao? Sự thật chứng minh, đây không phải là một ván cờ vô căn cứ. Hôm sau thị trường mở cửa, cổ phiếu công ty nông sản đó rớt giá. Có vị đại gia nắm 1 triệu cổ phiếu bị thua lỗ tan tác. Nhưng Kathuri nghe theo ý kiến của Rizwan nên đã rút lui kịp thời. Ông ta tìm đến Rizwan hỏi vì sao anh biết giá cổ phiếu công ty đó sẽ rớt. Rizwan trả lời là vì anh đã điều tra qua. Công ty đa quốc gia này thích cưỡng ép mua đất của nông dân. Nông dân đi khắp nơi diễu hành phản đối để gây áp lực lên chính phủ. Do đó lần thu mua này nhất định sẽ thất bại. Kathuri ngưỡng mộ sự thông minh của Rizwan quyết định cho anh cơ hội. Nhưng cơ hội này không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Rizwan cầm lấy chi phiếu nhìn vào, ôi nhiều số không quá. Rizwan cầm tờ chi phiếu 10 tỷ này đến ngủ cũng không dám ngủ. Suốt mấy ngày đêm nghiên cứu cổ phiếu, cấp trên còn tăng thêm áp lực cho anh. Nếu không có bản lãnh thì đừng cố sức nhận. Nhiều đồng nghiệp của Rizwan cũng chờ mong anh thất bại để tiếp nhận công việc của anh. Lần này áp lực của Rizwan quá lớn. Anh vẫn mong chứng minh bản thân. Nhưng khi cơ hội bày ra trước mắt thì anh lại chùn chân. Tối nọ khi Rizwan đi quán bar uống rượu giải sầu thì Priza xuất hiện. Cô nói với anh một tin nội bộ. Ngày mai công ty Sun sẽ ký hợp đồng với thương hiệu hàng đầu của Mỹ. Đến lúc đó cổ phiếu của công ty Sun sẽ từ 40 tăng lên 70 rupee. Ngày mai khi mở cửa nên mua vào thì sẽ không thua lỗ. Nhưng mua cổ phiếu theo tin nội bộ là phạm pháp. Rizwan do dự không quyết. Priza cười khinh khỉnh, muốn giàu có phải mạo hiểm, muốn kiếm nhiều tiền phải biết dùng thủ đoạn. Đối diện với lợi ích khổng lồ, Rizwan cũng bắt đầu vứt bỏ ranh giới. Ngày hôm sau thị trường mở cửa, anh mua giá 40 rupee mua vào 6,7 triệu cổ phiếu. Khi thị trường đóng cửa kiếm được 200 triệu. Từ đó Rizwan bắt đầu thay đổi mình. Dọn vào chung cư cao cấp, mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ đắt tiền. Và Kathuri cũng xem anh là trợ thủ đắc lực, bất kỳ vụ làm ăn nào cũng đều dẫn anh đi. Tạo mối quan hệ cho anh trong giới tài chính. Không chỉ như thế, Riza cũng chủ động xả vào lòng anh. Không lâu sau hai người yêu đương nồng cháy. Sự nghiệp và tình yêu thăng hoa, Rizwan bắt đầu nổi danh. Nhưng anh không biết là mình chẳng qua là con rối của Kathuri. Lợi dụng anh để mua bán cổ phiếu phi pháp, khi xảy ra chuyện thì để anh gánh tội. Đến Priza cũng là người Kathuri cài bên cạnh Rizwan. Trong con mắt của vị tài phiệt này, thông minh vĩnh viễn không đủ. Chỉ có gian xảo và bỉ ổi mới có thể bất khả chiến bại trong giới tài chính. Và hành trình cuộc đời ông ta cũng chứng minh điều đó. 10 tuổi những đứa bé khác còn đi học, còn ông ta thì bận đi kiếm tiền. 11 tuổi, ông ta làm công việc giao hàng. Bỏ kim cương nhét vào đồ ăn để vận chuyển phi pháp.
với khuôn mặt ngây thơ nên mỗi lần kiểm tra cảnh sát đều bỏ qua ông ta, do đó trở thành người giao hàng có thành tích giỏi nhất. 21 tuổi, việc buôn lậu của ông ta mở rộng sang nước ngoài. Vì để giao dịch với người ngoại quốc, ông ta tự học tiếng Anh và nói chuyện thành thạo. 22 tuổi, Catherine lấy được con gái của ông trùm buôn lậu, bắt đầu kinh doanh công ty kim cương của bố vợ. Mười mấy năm trôi qua, công ty này trong tay ông ta, từ giá trị thị trường ban đầu 50 triệu tăng lên 500 tỷ. Năm 40 tuổi, Catherine ép bố vợ nghỉ hưu, tự mình thay thế vào. Đến hôm nay, tuy trong tay có hơn hàng trăm tỷ, Catherine vẫn thường xuyên đi ăn ở quán ăn trong khu ổ chuột. Theo lời ông ta nói, tôi đến đây ăn là để nhắc nhở mình là vĩnh viễn không bao giờ trở lại cuộc sống đó nữa. Sau khi ăn xong, Catherine bảo Rizwan điều tra một công ty tên Skycom, bởi vì gần đây chính phủ sẽ cấp giấy phép phổ biến 2G và đang đấu thầu công khai. Catherine đã mua chuộc quan chức, đến lúc đó công ty Skycom sẽ trúng thầu. Và công ty Skycom lại ở ngay tại quê nhà Rizwan. Sẵn tiện đi điều tra, anh trở về nhà một chuyến, nói với bà con bạn bè mua hết cổ phiếu công ty này vào. Bà con nghe được tin tức nội bộ thì ai nấy cũng đều cảm ơn rối rít. Mấy ngày sau, Catherine còn mở cuộc họp báo tuyên bố là đã mua lại công ty Skycom, giao hết quyền làm chủ cho Rizwan. Công ty vừa lên thị trường, giá cổ phiếu tăng vọt, vô số người mua cổ phiếu công ty này vào. Thời gian này Rizwan vô cùng nổi tiếng, trở thành ông trùm trong giới tài chính. Nhưng trèo càng cao thì ngã càng đau. Ngày công bố kết quả đấu thầu, Skycom không hề trúng thầu, cổ phiếu công ty rớt giá, trong một đêm các cổ đông bị mất trắng. Rizwan hoàn toàn không ngờ. Anh gọi điện thoại cho Catherine nhưng không được. Và lúc này người của cục quản lý chứng khoán đến bắt Rizwan về thẩm vấn. Hóa ra trước một giờ kết quả trúng thầu được công bố, đã có người bán đi 40 tỷ cổ phiếu của Skycom. Đến lúc này Rizwan mới nhận ra rằng mình đã bị Catherine chơi. Tham gia đấu thầu chỉ là vỏ bọc, sử dụng tin tức giả để mua thấp và bán cổ phiếu công ty với giá cao. Kiếm được mấy chục tỷ mới chính là ý đồ thực sự của ông ta. Và Rizwan đã thành kẻ gánh tội thay cho ông ta. Anh khó mà thoát tội. May mà cục trưởng Rana đã chỉ cho anh một con đường sống, là tìm ra chứng cứ hối lộ của Catherine thì anh sẽ được thoát tội. Thực ra cục quản lý chứng khoán đã điều tra Catherine nhiều năm, nhưng vẫn không tìm được ông ta hối lộ quan chức bằng cách nào. Rizwan suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng nghĩ đến đáp án thực ra nằm trong phương châm sống của Catherine. Con người không nên quên cội nguồn. Catherine mua chuộc các quan chức không phải là tiền, mà là kim cương, thông qua tàu lửa âm thầm đưa đến tay các quan chức. Người của cục quản lý lập tức hành động chặn đoàn tàu để khám xét. Quả nhiên trong hộp cơm của tài xế phát hiện số lượng lớn kim cương, y như cách mà năm xưa Catherine buôn lậu kim cương. Cuối cùng vị tài phiệt trong giới tài chính này đã bị bắt. Còn Rizwan tuy đã thoát tội nhưng anh ta cũng có một kết cục không được tốt đẹp. Ai cũng hiểu rõ đây chính là ví dụ điển hình của học trò cướp chén cơm của thầy. Thầy đã bị ổi thế thì học trò sao có thể thanh bạch được chứ? Đúng thế, trong thời gian ngắn ngủi một anh chàng xuất thân nghèo khó đã đánh mất bản chất của mình dưới sự cám dỗ của đồng tiền. Vậy tiền có phải là nguồn gốc của tất cả tội ác? Không phải, sự tham lam và dục vọng của con người mới chính là nguồn gốc của tội ác. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!